Một vụ cháy bất ngờ đã xảy ra vào lúc 8 giờ 3 phút tối ngày thứ Ba ngày 21 tháng 7 tại Tòa lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Sở cứu hỏa đã có mặt nhưng lại đứng phía bên ngoài và không thể vào bên trong. Nghi vấn đám cháy là một hình thức đốt tài liệu mật của Trung Quốc liên quan đến các việc tình báo lấy cắp thông tin của Hoa Kỳ. Và dường như thêm sự khẳng định thì người đứng đầu của sở cứu hỏa tại thành phố Houston là ông Sam Peña đã cho hay. Tất cả những nguyên nhân và câu hỏi liên quan xin mời liên lạc đến Bộ Ngoại giao. Sáng ngày hôm sau, ngày thứ Tư ngày 22 tháng 7, phát ngôn của ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc chia sẻ trên trang xã hội Twitter. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự tại Houston trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Đây là một hành động điên rồ. Đài Việt TV đã có mặt và ghi nhận những hình ảnh sớm nhất trong thời gian 72 tiếng, thời gian cho phép để tổng lãnh sự quán Trung Quốc đóng cửa. Họ đang làm gì và dư luận ra sao? Đó là một câu hỏi lớn mà bất cứ ai quan tâm đến tình hình chính trị hiện tại tại Hoa Kỳ đều muốn biết. Và đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Và hiện tại bây giờ là khoảng 3 giờ chiều, nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê đang có mặt tại địa chỉ 3417 Monroe Boulevard, Houston, Texas 77006, là nơi đặt trụ sở của Tòa lãnh sự của Trung Quốc ngay tại thành phố Houston. Và trong ngày hôm nay thì tất cả các phương tiện truyền thông báo chí địa phương cũng đã đưa một cái tin rất là chấn động, đó là việc đóng cửa Tòa lãnh sự Trung Cộng. Đây là quyết định của Tổng thống Donald Trump đã được đưa ra, và Tòa lãnh sự Trung Cộng có 72 tiếng đồng hồ để thực hiện cái việc này. Liệu rằng người Mỹ gốc Việt suy nghĩ gì về quyết định của Tổng thống Donald Trump trong thời điểm được xem là khá nóng bỏng hiện tại về tình hình Biển Đông trong khu vực của Đông Nam Á của chúng ta và nước Việt Nam của chúng ta? Có rất là nhiều những diễn biến đang xoay quanh vấn đề này, và xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi thấy là có rất là nhiều những báo chí đến đây từ rất là sớm. Mọi người đang theo dõi và tập trung từng hành động của những việc làm của những người ở trong tòa lãnh sự lúc này. Trong lúc ghi hình thì chúng tôi thấy đại diện một trong những thành viên đang dọn dẹp và chuyển những hồ sơ ra bên ngoài. Tỏ ra khó chịu vì sự xuất hiện của một phóng viên đến và chụp ảnh cận cảnh, đã có một vài thái độ từ chối. May mắn đài Việt TV cùng với những truyền thông khác cũng đang có mặt trực tiếp để ghi lại những hình ảnh này. Chúng tôi cũng có thấy nhiều những người dân cư dân ở bản xứ đi tới đây, và Ái Hiền có hỏi một trong những chiếc xe Lexus vừa chạy qua đó là cô có muốn có một cái buổi nói chuyện với chúng tôi hay không để chia sẻ về cảm nghĩ của người dân Mỹ như thế nào về quyết định của Tổng thống. Thì cô nói là ngày hôm nay tôi chở chị của tôi cũng đã 85 tuổi rồi, chở chị tôi tới đây để xem coi đang có những diễn biến gì ngay tại tòa lãnh sự của thành phố Houston. Trên cương vị là một người cũng đã sinh hoạt lâu năm đấu tranh chính trị chống cộng sản ngay tại thành phố Houston, là người Việt tị nạn, thì anh suy nghĩ sao về cái quyết định của Tổng thống Donald Trump? Cái cảm giác đầu tiên là rất là vui cho cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta ở tại Mỹ, Canada và khắp mọi nơi trên thế giới. Với độ tỉnh thì là một cái hành động quyết định của Donald Trump thì là rất là đúng, trong từng bước để bày tỏ về cái sự nổi giận của nước Mỹ và cho nói riêng và cho cả khắp mọi nơi trên thế giới. Bấy lâu nay những người như tôi đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam để mà giải thể chế độ cộng sản, thì bên trong nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền xuyên tạc rất nhiều, rằng nói là đi theo cái chế độ gọi Mỹ là đế quốc Mỹ, phát biểu những cái điều mà rất bất lợi cho chúng tôi, trù dập chúng tôi. Thì hôm nay cái kết quả mà Mỹ dẫn đầu thế giới để mà giải quyết những cái vấn đề mà Trung Cộng bành trướng, âm mưu bành trướng, làm bá chủ, thì đây là một cái sự phấn khởi, những cái tin vui mà cho cá nhân của tôi, và tôi nghĩ rằng cho tất cả những người Việt tị nạn cộng sản. Theo tôi biết thì cái quyết định này là quyết định chung của nội các chứ không phải riêng của Tổng thống Trump. Bởi vì đây là về vấn đề ngoại giao. Việc mà cái tòa lãnh sự này phải bị đóng cửa đó, thì theo tôi biết là bởi vì nó chỉ cách cái Medical Center của Houston chừng khoảng 5 dặm thôi. Mà Medical Center của Houston là nơi có thể nói là cái trung tâm y khoa lớn nhất và tân tiến nhất của nước Mỹ hiện nay. Và ở nơi đó cũng có nhiều
thực tập sinh người Trung Hoa đó, họ cũng đang thực tập ở đó. Cho nên cái việc mà họ ăn cắp các tài liệu của Trung tâm Y khoa là chuyện đương nhiên, nó phải xảy ra. Và đó là lý do mà phải đóng. Tuy nhiên nó cũng có một cái nữa, đó là ở tại Houston thì là trung tâm về năng lượng của Mỹ. Đồng thời nó là trung tâm dầu khí. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà phải nói rằng hết sức quan trọng, có cái trụ sở của NASA. Đây là cái vấn đề nó thuộc về an ninh của Hoa Kỳ, và đồng thời Trung Cộng thì ăn cắp trí tuệ của người Mỹ đã nhiều lắm rồi. Cho nên là cái việc này nó không có gì lạ cả. Và đó là cái ý kiến của tôi. Đại diện cho một thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt sinh sống ngay tại địa phương, Jack Nguyễn có theo dõi những diễn biến gần đây hay không? Và Jack nhìn nhận như thế nào về cái quyết định của Tổng thống Donald Trump là một cái người trẻ, thì bạn suy nghĩ như thế nào? Mình mới thấy hồi sáng hôm nay thôi, thì mình thấy là quyết định cũng đúng. Tại giống như đây là nhà của mình, nó là khách. Nếu mà mình không thích nó nữa, nó ăn cắp những cái thông tin của mình và nó nguy hiểm tới quốc gia thì mình đuổi nó thôi, đâu có gì đâu. I think it's normal. It's positive. Và mình thấy giống như là những cái đường lưỡi bò, giống như là nó muốn ăn cướp hết nguyên cái biển đảo đó, rồi nó chặn cái đường shipping, thì nó làm khó cho Ấn Độ nè, làm khó cho Mã Lai, Philippines, Việt Nam mình, Nhật, đủ thứ hết. That's the shipping. If you block the shipping, they can't ship anywhere. Hàng Trung Quốc nó muốn chiếm nguyên cái đó để nó làm bá chủ. You can't do that. Okay? I just don't agree. Đặc biệt là những người trẻ trong nước thì Jack sẽ nói gì trong cái thời điểm này? Learn your ABC, okay? Anything but China. Buy anything that is made anywhere else. Made in Indonesia, made in Malaysia, made in Vietnam. Anywhere but China, okay? ABC. Chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn trực tuyến cùng với người Mỹ gốc Việt tại khắp nơi, các thành phố và tiểu bang của Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa các bạn, có hai lý do mà Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán tại Houston. Lý do thứ nhất thì được Reuters tường thuật là để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin riêng tư của người Mỹ. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho biết thêm là nước Mỹ không tha thứ cho hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và uy hiếp người dân Mỹ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hai đoạn trên chỉ là những cái dữ kiện ít ỏi thôi, nhưng cho phép nhận định rằng lệnh đóng cửa này xuất phát từ một cái hành động gián điệp hoặc là uy hiếp công dân Hoa Kỳ mà đã bị FBI phát giác. Gần đây thì chúng ta thấy rằng là giám đốc FBI nói rằng các cái hoạt động tình báo và trộm cắp tài sản trí tuệ của chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài và lớn nhất đối với tương lai của Hoa Kỳ. Thứ nhất là ông nói rằng Trung Quốc đã bắt đầu nhắm vào các công dân Trung Quốc sống ở nước ngoài, mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ này, ép buộc họ quay trở lại và đang tìm cách để làm hỏng cái việc nghiên cứu virus corona của Hoa Kỳ. Đến mức mà cứ khoảng 10 tiếng đồng hồ thì FBI lại phải mở một cái cuộc điều tra gián điệp mới liên quan đến Trung Quốc. Và trong số gần 5.000 vụ điều tra gián điệp đang được thực hiện trên cả nước ấy, thì có gần một nửa liên quan đến Trung Quốc. Hiện ấy, Trung Quốc đang thực hiện một cái chiến dịch săn cáo nhắm vào các cái đối thủ chính trị, các nhà bất đồng chính kiến và giới chỉ trích, những người đang tìm cách vạch trần cái vi phạm nhân quyền sâu rộng của Trung Quốc. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc muốn buộc họ phải quay trở lại Trung Quốc. Khi không thể tìm ra cái chỗ ở của một cái đối tượng bị săn cáo, thì chính phủ Trung Quốc cho người đến gia đình của người này tại Hoa Kỳ và để lại một cái thông điệp là họ có hai lựa chọn. Một là trở về Trung Quốc, hai là phải tự sát. Và các chiến thuật của Trung Quốc ấy, để thực hiện cái điều đó trên lãnh thổ Hoa Kỳ ấy, là hành động mà xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia và uy hiếp người dân Mỹ. Trong cái bài phát biểu bất thường ấy, thì ông giám đốc FBI đã yêu cầu những người gốc Hoa đang sinh sống ở Hoa Kỳ hãy liên lạc với FBI nếu các quan chức Trung Quốc buộc họ trở về. Còn một cái nguyên nhân thứ hai ấy, ở trên Twitter, nhà báo Bill Hayton cho biết rằng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, ngoài các cái chức năng lãnh sự, thì còn theo dõi các cái công ty dầu khí của Mỹ và vài lần đã đe dọa các công ty này là không được làm ăn với Việt Nam. Như thế thì
thì có thể thấy rằng là cái lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ này, nó có liên quan đến ExxonMobil hay không? Và các công ty năng lượng của Mỹ tham gia vào các dự án điện khí tại Việt Nam hay không? Nhưng mà đây là một cái giả thiết cũng có khả năng. Thì trong hai cái nguyên nhân ấy, thì đấy là cái ý kiến mà tôi đóng góp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đối với cá nhân của chúng tôi thì đây là một tin vui cho đất nước Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người Việt hải ngoại không chấp nhận Cộng sản nói riêng. Vì thực tế cho thấy Trung Quốc đã rất là nhiều lần vi phạm và lừa đảo quốc tế bằng nhiều thủ đoạn và hình thức khác nhau. Nhưng những tổng thống của nhiều nhiệm kỳ trước đã không có hành động dứt khoát cũng như là một cảnh báo và ngăn ngừa những hành vi đen tối này của Trung Cộng. Trong bối cảnh của hiện tại thì từ chiến tranh thương mại rồi việc virus Vũ Hán gieo rắc chết chóc khắp nơi, âm mưu một vành đai một con đường để bá chủ, thì có lẽ dần dần thế giới cũng đã nhận ra được mối đe dọa chung mà Trung Quốc mang đến. Thì không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà chúng tôi hy vọng và cầu mong rằng tất cả những cái lãnh sự quán khác ở những tiểu bang khắp nơi trên Hoa Kỳ hy vọng là cũng sẽ bị đóng cửa trong nay mai. Thì không biết vụ việc này có liên quan đến và có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 hay không. Nhưng đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì đó là một điều đáng mừng, vì cho thấy sự sụp đổ của Cộng sản, nhất là Cộng sản Trung Quốc, là một cái kẻ thù truyền kiếp của người Việt của chúng ta. Và cũng xin đính chính một lần nữa là đừng nhầm lẫn là chúng tôi không kêu gọi quý vị chống người Trung Quốc, mà chỉ là chúng tôi chống lại chính sách cũng như những người đang lãnh đạo của Trung Quốc và chế độ Cộng sản. Hiện Cộng Lan đang có mặt tại Đại sứ quán của Trung Cộng tại thành phố Chicago. Đây là một trong những đại sứ quán của Trung Cộng ở trên đất nước Hoa Kỳ, gồm có Los Angeles, San Francisco, New York, Houston và Chicago. Ngọc Lan nhận thấy đây là sự kiện rất xấu cho sự ban giao giữa Mỹ và Trung Cộng, vốn đã và đang ở mức thấp nhất do cuộc chiến tranh thương mại từ 2 năm qua. Giờ đây, họ tung gián điệp ra đánh cắp dữ liệu, điều chế thuốc ngừa COVID-19 để trục lợi, thao túng tất cả các nước trên thế giới. Và khi thế giới đang điêu đứng vì nạn dịch COVID-19, thì Trung Cộng dùng vũ lực để bành trướng Biển Đông, đến ranh giới Ấn Độ, áp đặt luật an ninh trên bán đảo Hồng Kông. Từ đó, chúng ta thấy được giả tâm bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hy vọng sau nạn đại dịch COVID-19, thế giới sẽ có biện pháp hòng ngăn chặn sự bành trướng và ác độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với cộng đồng người Việt chúng ta, tổng lãnh sự này là nơi mà cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình. Thì thưa quý vị, tòa lãnh sự này chắc rồi cũng sẽ mở lại sau khi Mỹ và Trung Cộng có những trao đổi. Nhưng trước sự kiện này, chúng ta thấy được là Hoa Kỳ và Trung Cộng đang đối đầu rất căng thẳng, không những ở tại Biển Đông mà ngay cả trên lãnh hải vực ngoại giao. Còn đối với cộng đồng người Việt chúng ta, trong thời gian tới, sau khi dịch Vũ Hán chấm dứt, và khi Tổng lãnh sự quán của Trung Cộng mở lại, thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ có những cuộc biểu tình để phản đối Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, thay thế cho người dân Việt Nam ở trong nước khi đi biểu tình để chống Trung Cộng xâm lăng thì đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt bớ tù đầy. Vừa rồi là những hình ảnh nhà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận ngay tại tòa lãnh sự của Trung Quốc ngay tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì với những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận, mong là quý vị cũng sẽ hiểu thêm về tất cả những vụ việc xoay quanh về vấn đề quyết định của Tổng thống Donald Trump đóng cửa tòa lãnh sự Trung Cộng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.